Công vỡ ạ. Ây à, ôi vãi trưởng ạ, đông thế. Đông vãi trưởng ạ. Giật cả mình ạ. Buộc phải dùng súng rồi các bạn ạ. Nó đông thế này cơ mà. Ây à, nhảy xuống dưới này. Ok. Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục cái series của con game 7 Days to Die ở phiên bản 21 Alpha nha. Rồi hôm trước mình đã gọi là dép và loot mon xong xuôi các kiểu. Hiện tại là chắc là mình cũng chuẩn bị phải chuyển đồ dần dần về. Đây, quên mất đi nhầm hướng. Bây giờ đang là 5 giờ. Nói chung là phiên bản mới này nó còn rất nhiều cái hay ho, mình cũng chưa tìm hiểu hết được. Đấy, đồ ăn thức uống à, cái này thì thích học cũng được mà không học cũng được, bán đi cũng được, nhưng mà thôi, mình chắc mình cũng sau mình cũng nhiều tiền. Hiện tại súng ống của mình này có một khẩu súng lục, có 39 viên đạn. Nói chung là khẩu lục này mình sẽ cất đi nha các bạn. Nói chung là sẽ cất đi. Đạn lục sẽ cất đi hết. Chỉ sử dụng mỗi khẩu AK thôi các bạn. Đấy, khẩu AK này là đề phòng, gọi là chẳng may gọi là zoom nó ấy thì mình xử lý. Máu miếc thì mình cũng có khá nhiều. Cái này là lốp pick à. Đây, mình cất tất cả các thứ vào đây. Đồ ăn thức uống này. Cũng còn khá nhiều đạn, là shotgun thì gần như là không. Chưa có súng. Cái đào đất này thì cũng cứ để đây. Cất cái này đi. Thuốc thiếc cất hết. Nói chung là để cho nó gọn gọn hòm các bạn. Đá thì chắc mình giữ lại một ít thôi. Gỗ đá từng đây là mình cũng tốn khá là tốn diện tích rồi. Tên này chắc thì mình lấy một ít tên. Thuốc này. Rồi. Tạm thời như thế. Nói chung là bây giờ thì mình cũng mạnh mạnh hơn khá khá rồi, cũng có quần áo các thứ. Ây à, có chó, có chó, có chó vãi cả trưởng ạ. Chó à, chó này. Chó này. Chó mới cả má với tao. Làm thịt luôn nhé các bạn. Cái xe của mình là cũng cũng để được một ít đồ đấy. Đây. Mình sẽ vứt xe ở ngoài. Đây mấy cái này thì sao? Mở hết rồi các bạn. Rồi đi vào cái nhà này đã. Ở đây có mấy cái xác này mình cũng cần chặt xác nha, đến giai đoạn là mình sẽ cần cần chặt xác. Mày này. Cần chặt xác một tí để lấy xương. Cái xương này nó khá là quan trọng đấy. Nói chung là sau này mình sẽ cần nhiều. Ai à. Mày à, chưa chết ạ. À. Mình thấy có cái bóng. Ok. May hả bưởi. Nói chung là bây giờ mình không phải chặn nhé. Mấy thằng này xử lý đơn giản. May. Ây da. Hết mana, hết mana. May này. Đây có sách này, có nước này. Ok, nói chung là có cái gì thì xin hết. Có con bé này này. Lên level luôn. Đâu nhỉ? Đương nhiên ở trên này chắc chắn là có hàng.
Hello baby. Hello baby. Giờ mình đập búa này ngon lắm. Ố. Ở đâu? 22 nó ở dưới à? Trên này không có à, ở kia kìa. Mình đang đang hết nước các bạn. May à bưởi, may à bưởi, may à bưởi, may à bưởi. Cái thằng kia là nó khá khỏe nhá, cái thằng này này. Đấy, ra đây, nó đập một vài phát là may à bưởi, may à bưởi. Đấy, ra đây, từ từ đã, lại ra đây. Ai da, hết 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 mala. Do mình hết nước cho nên là mình sẽ khá là tốn ạ. Ây à. Ây à. Đấy, thằng này nó quá là khỏe. Nó không như mấy thằng khác. Ây à. Ây à. Có tiếng rung đâu mà. Chưa thấy. Ở dưới này à. Còn cái đường dưới này nữa. Nói chung là mình cái nhiệm vụ này là mình chỉ đi nút thôi. À, nhưng mà đi từ đây xuống dưới này thì là khá là nguy hiểm. Ê, vãi chưởng. Phải cầm súng nha các bạn. May à bưởi, may à bưởi, may à bưởi. Cứ giải quyết từng cái chỗ nhỏ một các bạn. Ây à. Không được, không được, không được, không được. Chạy, chạy, chạy. Ngoài thì có chó. Chỗ này là bị bọn ấy nó xử lý. Thôi bắn thôi. Ui, có thằng này, thằng nào nó chạy kìa. Chỗ này là không vào được, hình như là mình phải trèo lên đây. Trèo lên đây. Xong rơi xuống thì phải. Đây lại còn có mấy chỗ. Đây cái ví ạ. Có tiền không? Ui trời ơi, có tí tiền đô ạ. Cái két này cũng không mở được. Két nhỏ này à, mở bằng lót bích ạ. Mình vừa mở này cũng rất dễ mất lót bích nhé. Có lót bích thì chắc phải mua một ít các bạn đề phòng. Rồi, thôi xong rồi. Ai da, bây giờ buộc phải ăn cái lót bích thôi. Quên mất ăn từ đầu thì không sao. Ô thì chết. Thôi xong. Mà nó thế này thì này. Ôi mình phá bằng cái này cũng nhanh nha các bạn. Cái cuốc kia thì nâu. Ô sao lại mở làm sao lại không thành công nhỉ? Nói chung là mình dùng cái cuốc cái ấy này không sao này, nhanh này. Con chó cứ khù khè ở ngoài. Ok. Khỏi phải lúc tích ạ. Cái này vớ vẩn. Được một cái mũ xịn hơn. Ok. Cái mũ này thì sẽ ngon hơn nhưng cái mũ này nó sẽ chạy nhanh. Hay da. Ăn tạm cái này. Mất tí máu. Cái mũ này thì nó nhiều giáp hơn nhưng mà nó sẽ chạy chậm hơn, mình không cần đội cái mũ này vào. Ok,
đi xe thôi. Ây à, tưởng nó đứng ở ngoài, thế mà nó lại cắn đằng sau lưng mình. Làm thịt thôi. Nói chung là mình cũng không sợ, đến tầm này thì cũng không sợ, do mình cũng khá nhiều máu rồi, với cả con giáp rồi, nhưng chủ yếu là mình sợ bị bệnh. Thằng béo này nó khá là khỏe anh. Đập có chết lắm. Cho viên kẹo đồng đi. Cứ bắn từ từ. Lại cho cái phát tiêu. À đây nó cho cái mình cái hammer này. Thì mình sẽ lấy cái hammer này nhá. Thực ra cái này mình chế được đúng không? Nhưng mà xây nó sẽ nhanh hơn. Ở đây nó có thêm 3 cuốn sách nữa. Ok, à, tiếp tục một cái nhiệm vụ clear cách đây có hơn 100 mét. Đấy. Vì mình có súng. Quan trọng là mình có súng. Và để như thế này cho nó nhanh nhé các bạn. May hả bưởi? May hả bưởi? May hả bưởi? May hả bưởi? Ây da, cái thằng lị này. Bốn con. Ở đây không có gì. Đấy, lại khát nước rồi. Uống là phải uống 2 bình một lúc. Rất là nhanh. Bình thường sẽ đi nén nút, nhưng mà mình đang đang có súng nên là cũng không sợ. Đánh không được thì chạy. Nằm xuống. Ai ra. Ồ. Nó còn rơi nữa cơ ạ. Chỗ này còn rơi nữa nhá. Khá là nguy hiểm đấy. À đây có cái cầu thang ạ. Rồi 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 rồi. Đã hiểu. Đã hiểu. Có một cái cầu thang ở dưới này. Trong kia đang có hàng kìa. Không biết là con nào. Sao tự dưng ở đây lại vỡ nhá. Đây chỗ này nó bẫy này. Cái này được. Ây da. Tí thì gã gãy chân. Thế mới bố láo. Em gái này bắn vào cụt đầu. Đấy, chỗ này nó bẫy, may mà nó có tí nước ở đây, không là mình ngã gãy chân luôn. Hello. 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 Nói chung là cũng không có cái gì ở đây cả. Chỉ là có zoom thôi, nhiệm vụ mình clear mà. Bây giờ lại phải lên tầng trên. Không biết là con zoom nó đánh ở đâu. Hết rồi. Đây thì sao? Đây có một cái đường. Ok, đi từ từ lên trên xem tình hình thế nào. Có hàng này. Đầu tiên thì cũng cứ lên chặn chặn chặn. Chặn trước nhé các bạn. Đây có một thằng. Đấy, phải bắn vỡ đầu nó. Không vỡ ạ. Không vỡ ạ. Ấy à. Ôi vãi trưởng ạ. Đông thế. Đông vãi trưởng ạ. Giật cả mình ạ. Buộc phải dùng súng rồi các bạn ạ. Nó đông thế này cơ mà. Ấy à. Nhảy xuống dưới này. Ok.
vãi chưởng đấy, đúng cái map này nó hơi hơi gọi là đi nhẹ một cái mà mình đã bo rồi mà cuối cùng là nó vẫn vẫn cứ là bị quay ạ. Đạn của mình còn một ít, tên của mình hiện tại bắn là chưa chết ạ. Ô kìa kìa kìa, có cái thằng Ami kia nó mạnh nha các bạn. Đấy, nếu mà chuẩn ra này. Cứ phải cẩn thận. Thằng Ami này nó khá là khỏe. Ami khỏe này. Còn ăn một cái tên vào đầu rồi mới cả ấy nữa. Ơ, còn một thằng nữa đâu. Úi trời, rất đông các bạn ạ. Đông nhá. Đông, rất đông đấy. Đông cho nên là mình phải phải đánh, phải làm cái chắc này nhá, đề phòng. Đề phòng hết đường các bạn. Đấy, nói chung là cái nhiệm vụ 3 này là khuyến cáo các bạn không nên ấy ạ, không nên nhận. Nhiệm vụ này là giết quá nhiều zoom. Nó có những cái nhiệm vụ dễ hơn thì mình nên chọn những cái nhiệm vụ đấy. Đây là mình cũng test thử thôi. Thì đánh làm một cái nhiệm vụ này là nó lâu hơn so với cái nhiệm vụ khác bao nhiêu. Bọn này này. Má nó đông. Má nó đông. Má nó đông. Zoom ở đâu? À đây. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Cái này chắc chắn là còn hàng chứ. Ngon luôn. Có một cái túi này khá là ổn. Cái này hủy đi này. À từ từ đã, mình xem cái tăng skill của mình. Lotter lên thêm một cái điểm nữa rồi. Sai lầm. Chưa kịp tăng. Cái này mình sẽ cho vào. Cái này lại không không cho vào áo à. Đây cho vào áo này. Đây. Vẫn còn một thằng nữa các bạn. Cái này dành cho súng ngắm này. Thêm đạn đi. À ngon 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 ngon. Một cái mốt. Cái này thì cho zoom không hồi được máu, nhưng mà nó sẽ không hợp ở cái bản bản này. Lắp thêm thôi. Có. Cái này này học rồi. Cái này là súng ngắm này. 8 trên 10. Ok, nói chung là xong. Còn một cái thằng đó đỏ không biết nó ở đâu nhỉ. Ở trên đây thì cũng hết rồi. À đây đây rồi. Má nó rơi, nó tụt, thằng này nó bị què chân, nó tụt, nó không lên được, bảo sao. Đấy. Còn đúng một con thì tự dưng là mình mất bao nhiêu thời gian. Xe mình mất rồi. Rồi, có 100 mét thôi. Nói chung là sau cũng nhận mấy cái nhiệm vụ này nhưng các bạn làm hơi lâu. À, làm phát đến tối luôn, 16 giờ luôn, 18 giờ luôn, 6 giờ tối. Tối mình có thể đi vặn xe cũng được nhé các bạn. Xe này nó bị lốc. Đấy, mình cũng cần phải tăng một ít cái điểm lốp bích nữa. Cái gì cũng cần.
phá xe thì sao? Nếu mà phá khóa này, ôi giời, phá khóa ngon, ai à, ôi đu 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 đu, chạy vãi. Phá phá xe là có Zumbai ạ. Ôi có zoom zoom xịn nhé các bạn. Ấy da, bọn zoom siêu điên. À thì ra là thế. Đấy, bọn bọn này thì mình không sợ. Đấy, tao có ở trên đây đây, thử xem nhé. Mình không biết là bọn này nó có mạnh không. Nhưng mà phá xe một phát là bọn zoom này nó ra rất là ghê. Hơi giật mình các bạn. Phá xe được nhưng mà phải 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 giết zoom mấy con này nó nào, thử xem có mạnh không. Ây da, ui da, cũng cũng bình thường luôn. Ui giời, tưởng thế nào. Nói chung là nó cũng nó chạy nhanh thôi, khác gì là chơi hát đâu. Nhưng mà mình cũng phải cẩn thận bởi vì là quả xe máy nó ra bất ngờ ấy. Bắn select dam thằng béo này nhá. Mình lại đang chạy đang đang nặng nữa cho nên nó cũng khá là nguy hiểm. Bị nó đánh, nó chạy nhanh, nó vả cho một phát là hẹo chứ có phải là đùa đâu. Ô kìa. Không không được các bạn ạ. Mà nó đã tính rồi, không không mở được. Phải mở bằng lốp pích. Phải mở bằng lốp pích mới được. Rồi đã hiểu, xe cảnh sát nó được bảo vệ, mình lại thêm một đống đồ này. Ok, vào trả đồ đã. Nói chung là mấy công việc hôm nay thì nó cũng sẽ nhàn thôi, nó chưa có thay đổi nhiều khi mình chưa có súng. Mình có à, mình có cái xẻng ngon hơn cũng được. Đây có thêm 10 quả bom này cũng 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 được. Nếu mà giá trị thì cái xẻng này đang 240 là đang đắt nhất. Đấy. À, 82 mét ạ. Nghe cái tiếng như là có tiếng chó đấy. Cái này mình sẽ morphing đi. Bán nốt cái này. Có 5.000 tiền. Cũng khá ổn. Bây giờ là 20 giờ rồi thì chắc là mình lại trời tối quá. Thôi chắc là mình sẽ lại xuống hầm thôi. Đào đá, đào điếc các kiểu các bạn. Nói chung là tối thì cũng không nên đi ra ngoài. Tối mình sẽ đào đá. Thực ra bây giờ mình đi cũng được, chả sao cả, mình có súng mình cũng chả sợ thôi. Nhưng mà mình tranh thủ tối này mình đi đào đào đá, đào đung này này cho nó tiện nấu ăn, nấu uống cho nó ngon. Chỗ này thì bọn bọn zoom nó cũng không vào được. Rồi, thích thì xây cái này vào. Đấy. Ok, mình sẽ đào đá ở đây xem là đồ ăn thức uống có gì không. Hết rồi à? Quên rồi, cũng không lấy nước ở kia rồi.
À, đây có cà phê, nấu lốt cà phê đi. Nấu được có 2 bình cà phê ạ. Nước bẩn ở trên kia bây giờ lại lại phải lên đấy, hơi mất thời gian nhỉ. À, nước bẩn này còn nấu thành nước sạch nữa. À, bây giờ mình sẽ xem mình chế được cái gì. Tranh thủ. Ok thì bây giờ mình cũng tối rồi nên mình sẽ xin phép dừng cái clip tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn nút like và subscribe. Nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được những clip mới nhất.